BBN xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại có mặt tại lễ hội thôn Bình Đà thuộc huyện Thanh Oai để chia sẻ cho quý vị và các bạn một số những tác phẩm bonsai được trưng bày tại lễ hội Bình Đà lần này. Đây, trước mắt quý vị và các bạn là một sân chơi của các bác nghệ nhân ở các thôn của huyện Thanh Oai được mang đến những tác phẩm bonsai để trưng bày tại lễ hội lần này. Đây, phía bên trái từ lối đi lối vào của ban tổ chức, đây một cái khu gọi là nghỉ ngơi và uống nước của các bác ở trong ban tổ chức, và bên này là một phía bên phải của lối vào. Đây, những dàn bonsai của các nghệ nhân từ các nhà vườn trong câu lạc bộ cũng như là huyện Thanh Oai được mang tới đây triển lãm thôn Bình Đà, gọi là làng lễ hội làng nghề Bình Đà. Và phía sau sau kia là những gian hàng hội chợ, thì em sẽ đi quay, và giờ em sẽ đi quay chia sẻ cho quý vị các bạn về những tác phẩm bonsai tại lễ hội Bình Đà lần này. Em sẽ đi lần lượt từng tác phẩm một từ phía bên phải của lối vào. Thì đa số những tác phẩm ở đây đa số là xanh, si và những tác phẩm bonsai cỡ đại và tầm trung. Và phía bên trái là những tác phẩm bonsai mini. Đây. Các bác trong hội viên, các anh đang chia sẻ về những tác phẩm bonsai tại đây. Chào chào các bác, chào các anh. Một tác phẩm xanh rất đẹp các bác nhá. Dáng siêu. Quá tuyệt vời. Đấy, si, một tác phẩm si cổ. Si cổ trên chậu đá cổ. Si xanh. Tác phẩm xanh. Của bác Nguyễn Duy Chiến. Phía bên trong em sẽ đi lần lượt chi tiết từng hàng lối để quay cho quý vị các bạn xem. Mỗi tác phẩm chỉ một vài giây thôi, nhưng cũng có thể lắng đọng về chủ thể cũng như những tác phẩm được trưng bày và mang tới dự tại hội làng Bình Đà. Những tác phẩm xanh cổ ôm đá rất đẹp. Em sẽ đứng từ xa để quay tổng thể những tác phẩm xanh ôm đá rất đẹp các nhé, làm trên chậu đá cổ. Ở đây thì rất nhiều những tác phẩm gọi là quý và đẹp, có những tác phẩm đẳng cấp được mang đến tham dự làng nghề hội Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Để các bạn có thời gian đến đây tham quan. Hội diễn ra hơn một tuần các bác nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 tháng 4 năm 2024. Của tác phẩm của bác Nguyễn Tiến. Một tác phẩm si cổ. Rất đẹp các bác ạ. Tác phẩm xanh cổ. Quá tuyệt vời luôn. Tác phẩm si cổ.
này là những tác phẩm cỡ đại và tầm trung để cho quý vị tham quan và thưởng lãm. Đây ví dụ những tác phẩm cũng có những tác phẩm phôi này, phôi sung. Em sẽ đi sang bên này vì cũng hơi ngược nắng. Một tác phẩm đa. Đây là một cây nhìn như giống xoài các bác nhá. Rất giống xoài nhưng không phải xoài. Đây có khả năng là cây sộp sộp này, lá giống lá xoài luôn. Đấy. Tại vì có dễ buông. Không phải xoài các bác nhá, nhưng mà lá rất giống lá xoài. Để xem đây, xem là nó là cây gì nhá. À, đây đã thuộc đa các bạn. Mà lá này không giống lá đa lắm. Đây, bao nhiêu không? Không giống lá đa, giống như lá xoài luôn. Giống đa, có phải là lạ, lạ này. Rất hay. Một cây đa, đây đa nó khác các bạn nhé. Đây, đa nó khác này. Đa này thì không phải đa búp đỏ rồi. Dòng đa nó khác, đây đa lông. Dòng đa si thì nó có rất nhiều loại, có rất nhiều chủng loại. Một cây xanh hai thân này, giống như Bắc Cường gọi là đôi đũa thần này. Rất đẹp. Là phu thê hay là phụ tử đều được. Rất đẹp. Tác phẩm xanh nữa. Đây đều là những tác phẩm cỡ đại. Thì ở bên trong làng mọi người đang ca hát. Các đoàn văn công đang hát những bài hát dân ca quan họ. Thì ở bên này là những tác phẩm bonsai mini. Thì em sẽ đi quay cũng từng hàng một, từng hàng lối để cho quý vị các bạn xem, chia sẻ về lễ hội Bình Đà năm 2024. Một tác phẩm đa. Đây đều là những tác phẩm đa, không phải là lõn đỏ các bạn nhé, không phải búp đỏ mà đa lông bình thường. Tại vì dòng này là không buông dễ mấy. Đấy, coi nhìn không, không buông dễ, không buông dễ như đa lông, à, như đa búp đỏ hay những dòng đa khác. Thân trơn luôn. Đấy, nó gần như kiểu là xanh Nam Điền với xanh quê khác nhau hoàn toàn các bác nhá. Xanh Nam Điền nó buông rễ rất ít mà xanh quê buông rễ rất nhiều. Dòng đa này cũng vậy. Một tác phẩm bonsai hoa giấy. Tác phẩm Tùng La Hán Giáng Huyền. Tùng La Hán Giáng Huyền. Thì các bác là có thời gian có thể đến đây tham quan và giao lưu nhá, chia sẻ những tác phẩm bonsai tại đây. Anh em đam mê, các bác đam mê và yêu thú chơi bonsai có thể đến đây ngắm hội Đình Làng Bình Đà Thanh Oai năm 2024 kéo dài trong vòng một tuần. Một tác phẩm xanh dáng làng rất đẹp nhé, đặc biệt bộ tàn, bộ tàn làm rất thiên nhiên, rất đẹp. Các bạn nhìn không, nhìn từ dưới lên này, những tay cành chia rất đẹp luôn. Bông tán rất đẹp. Một phong cách thiên nhiên. Hình chiếc lón các bác nhé. Chiếc lón các bác. Một tác phẩm suối.
đây rất là ồn luôn, tại vì là hai thứ nhạc hòa trộn với nhau. Một tác phẩm Ruối. Đây, một tác phẩm Xanh vừa xong em cũng chia sẻ từ đầu rồi. Tác phẩm Xanh, dáng siêu. Được cắt bỏ hết lá đi. Rất đẹp. Xanh. Tác phẩm Si. Toàn những tác phẩm Si cổ các bác nhé. Si cổ. Si cổ. Xanh cổ. Tác phẩm Xanh rất già luôn. Đây, của bác Nguyễn Quốc Đạt. Tác phẩm Xanh. Bác còn để thêm một cái đĩa cổ. Đây. Cây nó cắn nhè vào đĩa cổ. Của bác Nguyễn Quốc Đạt. Cây rất già các bác nhé. Các bác nhìn là quay từ xa có thể nhìn thấy đĩa y mọc quanh thân rồi. Một tác phẩm Xanh. Ôm đá rất nghệ thuật. Rất đẹp các bạn ạ. Tác phẩm Xanh ôm đá. Hai mặt đều đẹp nhé. Bộ tán làm rất đẹp. Hình chiếc lón này. Đa số xu hướng làm tán bây giờ đều là những cái tán gọi là thấp, không cao bổng như ngày xưa. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, nó thấp tán. Khoảng cách nó chỉ khoảng vài cm thôi. Nhưng vẫn đạt độ yêu cầu và thẩm mỹ, nhìn phóng khoáng chứ không dày dịt. Bay lả lướt rất đẹp các bác nhá. Tác phẩm Xanh quá đẳng cấp. Tác phẩm Xanh cũng xuất sắc từ các nhà vườn được mang đến đây. Coi nhìn đâu, bộ dáng rất đẹp. Tác phẩm Xanh dáng làng. Coi nhìn từ dưới lên này, bộ rễ buông xuống giống như một cây cổ thụ ở đình làng. Lễ hội đình làng Bình Đà năm 2024. Một tác phẩm Xanh quá tuyệt vời. Bộ tàn rất đẹp các bác nhé. Một tác phẩm Xanh tiếp theo. Cây vẫn đang nuôi các bác nhé, vẫn trong quá trình đang nuôi. Bộ tàn trên đã hoàn thiện rồi, nhưng vẫn đang nuôi những u cục này, tạo những u cục để cho cây nó độ hoàn thiện cao hơn, đẹp hơn. Một tác phẩm của ông Hiệu. Xanh. Tác phẩm Xanh tầm trung. Giáng Văn Nhân. Dạ vâng, cháu đi quay từng hàng một ạ. Sẽ không bỏ sót từng cây nào một. Đề, đây là một cây đề ẩn các bác nhá, đề đỏ. Chủ nhân đứng vào chỗ. Đây bác là chủ nhân ạ. Vâng. Bác có thể chia sẻ một cây này được không ạ? Đây một cây đề ẩn gọi là đề Ấn Độ nhá. Đề đỏ đấy. Không phải như đề trắng hay mọi người hay gọi là lâm bồ là khác. Thì cây này bác đã sở hữu lâu chưa bác? Đây. Cây này dòng từ bé của bác Phạm Quang. 25 rồi. À đấy ạ.
Vâng, đây chủ nhân, bác Quang. Bác đã sở hữu tác phẩm bonsai đề đỏ. Đây, rất nhiều người cũng đang muốn tìm những tác phẩm đề đỏ như này để có thể về trưng bày đề co những khu bàn trà, có thể đặt những bức tượng Phật ngồi ở đây để có thể thưởng lãm. Đấy. Cây này 20 năm rồi bác. À, vâng vâng vâng. Dạ vâng. Từ lúc nó còn bé, xong giờ bác thay lên cái chậu nói chung như này tầm trung. Đấy. Quá tuyệt vời, một tác phẩm của bác Quang, cây đề đỏ. Cái này thì bác có ai đã muốn ngỏ lời giao lưu chưa bác? À, bác muốn để chơi. Đấy. Rất nhiều anh em cũng hỏi muốn để chơi. Tại vì cho thấy thật sự là những cây đề đỏ như này là làm cũng rất là kỳ công này, mà rất hiếm này. Tại vì đa số cho thấy là chơi là đề, gọi là cứ gọi đề trắng này. Đấy. Cái dòng đề đỏ này là thấy hay bỏ tay, nên là anh em cũng chưa ai làm được, chưa ai sở hữu được những tác phẩm đề như này. Còn đề trắng thì đa số nó ở miền Nam. Vâng vâng. Còn đề đỏ ngoài này thì có những cái cây rút hạt. Dạ vâng, đấy. Đúng chuẩn để nó là chơi là phải chơi đề đỏ. Đề Phật, gọi bọn cháu hay gọi là đề Phật đấy. Vâng vâng, đúng ạ. Thì ở ngoài Bắc này đa số những dòng đề đỏ này này. Nhưng mà để làm những tác phẩm bonsai này thì cháu thấy đi nhiều triển lãm không có đâu. Vâng. Dạ vâng, đúng rồi đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Bác đã chia sẻ về tác phẩm của mình. Quá tuyệt vời. Nếu mà bác có giao lưu tác phẩm này có thể, hay là bác muốn giữ lại nào? Cháu hỏi lại lần nữa nào. Để chơi ạ. À, bác Quang muốn để chơi tác phẩm này. Tại vì thật sự là cháu đấy trong hội là rất nhiều anh em đang tìm đấy. Muốn sở hữu một tác phẩm đề đỏ này, đề Ấn. Đấy. Gọi là Ấn Độ. Đấy. Quá tuyệt vời coi nhá. Đặc biệt là bộ bệ. Được bác đã nuôi dưỡng từ lúc nhỏ tí. Đấy. Bộ bệ xoắn như con ốc luôn. Rất đẹp. Dễ nổi lên. Đây không phải là khen hay là nói lịch bợ như nào đâu các bác nhá. Đây, nhưng mà thật sự để một tác phẩm đề đỏ này là rất hiếm đấy. Đi các triển lãm thì ít khi ai nhìn thấy đề đỏ. Đa số toàn đề trắng hay gọi là lâm bồ đấy. Bộ bệ, đặc biệt bộ bệ rất đẹp các bác ạ. Đấy. Của bác Quang. Rồi, cháu cảm ơn bác. Tiếp theo để em sẽ đi quay những tác phẩm bonsai phía bên tay phải từ lối vào. Đây, một tác phẩm xanh cổ. Quá tuyệt vời các bạn. Đấy, tác phẩm xanh. Xanh. Bộ bệ nó xù xì đấy các bạn nhá. Làm gọi là cốt chậu lâu năm. Đấy, các bạn nhìn không? Cốt chậu lâu năm là một bộ bệ như này. Nếu mà mới khai thác hay là mới làm thì không bao giờ có bộ bệ như này được. Đây, bộ bệ nó nằm ở trong chậu lâu năm rồi. Có thể chuyển từ những chậu lọ, chậu từ thế hệ trước sang thế hệ sau mới có những cái bộ bệ như này. Đấy. Xanh của bác Nguyễn Quốc Đạt. Tác phẩm Tùng La Hán này. Tùng La Hán dáng trực nhá, rất đẹp các bác. Đấy, một cây Tùng La Hán dáng trực này. Các bác trưng bày ở sân vừa thì quá tuyệt vời. Quang Minh Chính Trực. Đấy, một tác phẩm xanh. Phẩm Tùng La Hán tiếp. Hiện tại ở đình làng Bình Đà đang tổ chức văn nghệ nên là rất nhiều những tiếng nhạc nó cũng hơi ồn các bác nhé. Một cây me mới ra lộc, rất là xanh, lại có thêm quả thì quá tuyệt vời luôn.
các bác xem chú ý và để lại bình luận ở phía dưới về những tác phẩm tại hội Bình Đà Thanh Oai, có thể bình phẩm ở phía dưới khen chê về những tác phẩm mà em đánh giá và em chia sẻ cho quý vị các bạn xem. Một cây mai chiếu thủy, để nói một khuôn viên ở đây thì cũng không phải là rộng nhưng mà cũng có thể mang tới cho người xem về những tác phẩm bonsai ở đây, những cái thú vị, thú vui, và đối với mỗi người thôi, có thể đánh giá khác nhau nhưng cũng có thể thấy những cái đẹp của cây xanh, của bonsai đối với từng người, từng gia đình, mang lại cái bóng mát, mang lại cái tinh thần cho con người được vui vẻ, sảng khoái và phấn chấn hơn sau những ngày làm việc mệt nhọc, nghỉ ngơi để có thể ngắm những tác phẩm bonsai. Đấy, tác phẩm xanh tầm trung. Xanh. Một tác phẩm sung. Một cái sung rất đẹp các anh nhá. Cũng đang có những mầm quả đây, các anh nhìn được những mầm quả đây. Đấy. Có những cái vòi quả đây. Đấy. Vòi quả. Đây của bác Nguyễn Quang Hùng. Sung rất đẹp. Một cây si búp hồng. Si búp hồng. Cây si cổ các nhá. Đấy, ôm đá này. Ôm đá. Đấy, đá phía trong. Si búp hồng. Bộ tàn thiên nhiên luôn. Quá tuyệt vời. Cây xanh của bác Phạm Tất Thắng. Một tác phẩm xanh nữa. Quá đẹp các bạn. Và rồi, như vậy là em đã quay toàn bộ những tác phẩm bonsai ở phía bên phải lối vào của ban tổ chức trưng bày bonsai nghệ thuật tại hội làng Bình Đà Thanh Oai năm 2024 để chia sẻ cho quý vị các bạn xem. Có gì các bác hãy bình luận phía dưới đánh giá những tác phẩm bonsai tại đây để chia sẻ cho tất cả mọi người cùng đam mê và yêu thú vui bonsai. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu thấy hay các bác cho em muốn đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để ủng hộ em. Cảm ơn các bác nhá. Xin chào các bác. Giờ em sẽ đi quay tiếp về những cuốn video tiếp theo với những tác phẩm bonsai mini ở phía bên trái và ở giữa. Bác chú ý theo dõi nhá. Đừng bỏ lỡ những video của BBN Bonsai. Cảm ơn các bác rất nhiều.